có bài hát Hưng làm hai version, bỏ trong này một cái solo, còn Bảo Lương làm một cái remix của Phúc Trường làm. Hưng muốn trả lời bằng âm nhạc với một người sau khi người ấy bảo rằng là người hãy quên em đi. Đồ. Hưng muốn hỏi rằng là vì sao em xa anh? Đó là tựa đề Hưng cố tình làm cái nhạc nó gần giống như vậy mà nó đậm hơn, mà nó tinh hơn. Để mà mình có nhắn tin rồi, nhắn tin cho người đó biết là người đấy cũng nói rằng là ok anh đợi đi, em hiện tại trả lời tiếp cho anh bằng một đồ chơi khác. Đó. Chưa biết cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc tới đâu. Vậy thì bây giờ muốn mọi người nghe thử bài đó nha. Dạ đồng ý, mọi người muốn nghe không ạ? Vì sao có sợ em? Để bạn remix ngay sau đây mọi người. Dạ, xin mời em. Thế nhưng hy vọng rằng là hứa hẹn trong những cái show diễn của anh Hưng và trình diễn những bài hát này thì Hưng sẽ cho mọi người thấy được khả năng của mình nhiều hơn.